ở tuổi 99, Charlie Munger đã từng nói gì về bí quyết thành công và trường thọ? Đây là điều mà ông đã chia sẻ với CNBC trong tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn dự kiến sẽ được phát sóng nhân dịp ông tròn 100 tuổi vào tháng 1 năm 2024. Charlie Munger được biết đến với tư cách là đối tác kinh doanh lâu năm và là bạn thân của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người mà cùng ông làm việc trong suốt 45 năm qua. Mối quan hệ này đã đem lại sự thành công cho cả hai. Tài sản dòng của Munger được ước tính gần 2,3 tỷ đô la Mỹ theo Forbes và ông Buffett có tài sản 120 tỷ đô la Mỹ giúp ông đứng ở vị trí thứ bảy trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Khi được hỏi về bí quyết giúp ông có một cuộc sống khỏe mạnh và thành đạt, Munger ban đầu nói rằng, tôi không có bí quyết nào cả. Sau đó, ông nói thêm rằng, tôi luôn né tránh những thảm họa lớn trong cuộc sống bởi ông rất cảnh giác luôn tránh những rủi ro hiển hiện trong cuộc sống cá nhân và trong công việc. Sự điên rồ xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ. Mangger chia sẻ, rất dễ bị cuốn theo nó. Đơn giản là hãy tránh xa nó ra. Vậy sự điên rồ mà Mangger đề cập tới là gì? Đối tác của tôi, Charlie, nói rằng chỉ có ba thứ khiến một người thông minh có thể phá sản: rượu, phụ nữ và đòn bẩy. Bức vật từng nói với CNBC vào năm 2018. Về đoàn 7, bức Phật ám chỉ những chiến lược vay mượn tiền để đầu tư vào cổ phiếu hay là mượn tiền để mua lại các doanh nghiệp khác. bắc Sai Hathaway, công ty đầu tư của bức Phật, nơi mà Munger giữ vị trí phó chủ tịch trong nhiều thập kỷ, sẽ dễ dàng tăng gấp đôi giá trị so với hiện tại nếu như bức Phật và Munger sử dụng chiến lược này thay vì đơn giản là tái đầu tư, Munger nói. Tuy nhiên, chiến lược này luôn rủi ro Mặc dù Munger và Bức Phật có khả năng hứng chịu được nhiều tổn thất đáng kể mà không sợ hãi, nhưng các cổ đông nhỏ hơn của Berkshire Sai lại không may mắn như vậy, theo Munger. Cặp đôi đã quyết định bảo vệ các cổ đông này bằng cách điều hành Berkshire Sai một cách hết sức cận trọng, ưu tiên các khoản đầu tư dài hạn thay vì những canh bạc ngắn hạn, ông nói thêm. Nói về những ý nghĩa sâu xa của sự điên rồ, Munger giải thích thêm, nếu một thứ đẩy nhiều người tốt vào vấn đề nghiêm trọng, hãy tránh xa nó. Những thứ mà ông đề cập đến bao gồm hút thuốc, uống rượu ở mức độ nghiện, ông nói. Lối sống của tôi luôn là tránh xa những cách thất bại thông thường, Munger chia sẻ. Nếu bạn chỉ cho tôi một cách chơi poker sai và tôi sẽ tránh xa nó. Bạn chỉ tôi làm điều gì theo phương pháp sai lầm, tôi cũng sẽ tránh nó. Và đương nhiên là tôi tránh rất nhiều thứ bởi tôi là người cẩn trọng. Tuy nhiên, có hai thứ không tốt mà Munger không thể nào từ bỏ theo ông đó là đậu phộng giòn và coca ăn kiêng tôi khá chắc là coca ăn kiêng làm tuổi thọ của tôi giảm đi đôi chút ông nói nhưng tôi mặc kệ